Hầu như cuối tuần nào, bà Nghị cũng làm món bún dọc mùng để chiêu đãi cả gia đình. Đây là món ăn mà mọi thành viên trong nhà bà đều rất yêu thích. Làm bún dọc mùng có rất nhiều công đoạn, trong đó có một công đoạn mà bà Nghị không bao giờ bỏ qua, đó là ướp nghệ với dọc mùng để cho món ăn của mình có màu sắc đẹp mắt. Củ nghệ được bà Nghị thường xuyên sử dụng mỗi khi chế biến món ăn. Bà Nghị trước khi về nghỉ hưu đã có nhiều năm công tác trong ngành y. Bởi vậy, bà hiểu rõ nghệ không chỉ là một loại củ gia vị mà đó còn là một thứ thuốc quý. Nhà tôi cũng rất hay dùng nghệ. Mà nhà tôi dùng nghệ thì hay dùng trong cái món ăn là kho cá này, rồi là nấu bún dọc mùng này, rồi là làm trộn nghệ với mật ong để chữa bệnh dạ dày. Thế nhưng mà thực ra mà nói thì cái nghệ nó có rất nhiều tác dụng. Nghệ có tác dụng với lá gan rất là tốt. Vì lá gan nó cần các cái sản sinh ra hồng cầu, cho nên là dùng nghệ với lá gan là rất là tốt. Củ nghệ trong y học cổ truyền được xem là một loại thuốc hoạt huyết và bổ huyết. Người ta sử dụng nghệ trong trường hợp bị ứ huyết để làm cho huyết được lưu thông. Trong nhiều bài thuốc của y dược học cổ truyền, người ta còn sử dụng nghệ để làm cho huyết cũ bị phá vỡ đi và tái sinh huyết mới cho cơ thể. Không chỉ có nghệ, một số loại củ thuộc họ nhà nghệ cũng có tác dụng hoạt huyết tương tự như vậy. Chính vì có tác dụng hoạt huyết nên nghệ có công dụng rất tuyệt vời trong điều trị một số bệnh về gan. Củ nghệ, nghệ trong những cái trường hợp mà can bị ứ huyết, can bị sưng, can cái gan nó sưng to lên thì dùng nghệ thì tốt. Dùng nghệ thì tốt, thì trong các bài thuốc y học cổ truyền thì ta hay dùng uất kim hay dùng nghệ các thứ. Tam lăng ngà chuột ở những cái trường hợp mà u gan, sơ gan cổ trướng thì ta dùng tam lăng ngà chuột làm cái dòng dõi cũng là dạng của nghệ, thì ta dùng phá những cái phá huyết, phá u và làm giảm cái u gan ở trong gan. Vừa là bài thuốc quý trong y học cổ truyền, lại vừa là một loại củ gia vị không thể thiếu trong mỗi món ăn. Y học hiện đại ngày nay cũng đã chứng minh được chiết xuất curcumin, sắc tố màu vàng trong củ nghệ, là hoạt chất có rất nhiều công dụng như chống ung thư, chống oxy hóa, ngăn ngừa bệnh tim, giảm nguy cơ mắc bệnh nhồi máu cơ tim. Đặc biệt, curcumin còn có tác dụng giải độc, bảo vệ gan và ngăn chặn tình trạng suy nhược, suy giảm miễn dịch kéo dài. Ngoài ra, còn có rất nhiều công dụng khác nữa. Trong dân gian thì ta điều trị viêm loét dạ dày tái tràng, những trường hợp là viêm dạ dày tái tràng thì cái dùng nghệ nó tác dụng là nó tiêu viêm rất là tốt. Những người phụ nữ sau đẻ mà ứ huyết rất nhiều thì dùng nghệ rất là tốt, tác dụng không kém gì tâm thất cả. Những người ta thường luộc nghệ lên ăn hoặc người ta kho nghệ với thịt, cho nghệ với các loại cá ngon người ta ăn, những người sau đẻ, những người ốm đã ăn thì thấy nó rất là tốt. Ẩn đằng sau loại củ gia vị dân gian bình dị này là những bài thuốc quý với công dụng thật tuyệt vời cho sức khỏe, trong đó có sức khỏe lá gan. Không cần phải tìm kiếm đâu xa, những loại cỏ cây gia vị bình thường xung quanh cuộc sống của chúng ta không đơn thuần chỉ là món ăn, không chỉ là gia vị, mà còn là những dược liệu vô cùng đáng quý cho sức khỏe mỗi người, mỗi gia đình.